Cô chào tất cả các em học sinh lớp 3 của trường tiểu học Lâm Văn Bền. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào buổi học tiếp theo của môn tin học. Trước khi vào học bài mới, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ nhé. Trò chơi có tên là câu cá. Bây giờ các em hãy giúp ông lão câu được những con cá to nhé. Để câu được cá, bằng cách các em sẽ trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Em hãy cho biết trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là thư mục? Theo các em, đó là đáp án A. Được rồi, bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2. Em hãy cho biết khi đặt tên cho tệp tinh tối đa được bao nhiêu ký tự? Đó là đáp án A phải không nào? Bây giờ cô sẽ chọn A nhé. Sai mất rồi. Vậy đó là đáp án nào? Đó là đáp án C. Được rồi, bạn giỏi lắm. Khi đặt tên cho tệp tinh tối đa là được 255 ký tự. Trò chơi của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta vào bài học mới nhé. Ở bài trước, chúng ta đã được làm quen với thư mục và tệp tinh khác nhau như thế nào rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách tạo được thư mục, cách xóa chúng như thế nào nhé, thông qua bài chủ đề 6, quản lý tệp tinh và thư mục. Đối với bài học này thì các em sẽ làm quen và thực hành các thao tác với thư mục và tệp tinh, bao gồm tạo thư mục, xóa tệp tinh vào thư mục, đổi tên tệp tinh vào thư mục, sao chép tệp tinh vào thư mục, di chuyển tệp tinh vào thư mục. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu mục đầu tiên, đó là tạo thư mục. Để tạo thư mục mới thì sẽ tạo như thế nào? Ở đây cô sẽ có 3 cách tạo thư mục. Bây giờ các em hãy cùng quan sát nhé. Cách 1. Mở Windows Explorer, nhấp chuột chọn nút lệnh New Folder tại thanh công cụ, nhập tên cho thư mục mới vừa tạo. Cách 2. Nhấp chuột phải vào vùng trống bất kỳ, chọn lệnh New, chọn Folder, nhập tên cho thư mục mới vừa tạo. Sau khi các em nhấp phải chuột thì sẽ ra cái bảng mini như thế này. Chúng ta chọn New thì sẽ xuất hiện Folder. Cách 3. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl cùng Shift cùng N, sau đó nhập tên cho thư mục mới vừa tạo. Đây là 3 cách để tạo thư mục mới. Sau khi tạo xong, nếu như chúng ta muốn thay đổi tên cho thư mục đó hoặc chúng ta phải thay đổi tên cho các thư mục khác thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là đổi tên tệp tinh và thư mục. Để đổi tên tệp tinh và thư mục, chúng ta cũng có 3 cách.
cấp 1. Nhấp chuột chọn thư mục hoặc tệp tin còn đặt tên. Nhấn phím F2 trên bàn phím. Nhập tên mới cho thư mục hoặc tệp tin. Cách 2. Nhấp chuột phải vào thư mục hoặc tệp tin còn đặt tên. Chọn lại Rename. Nhập tên mới cho thư mục hoặc tệp tin. Cách 3. Nhấp chuột chọn thư mục hoặc tệp tin còn đổi tên. Chọn nút lệnh Organize, chọn Rename, nhập tên mới cho thư mục hoặc tệp tin. Đây là 3 cách để đổi tên tệp tin vào thư mục. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Di chuyển tệp tin vào thư mục từ nơi này sang nơi khác. Để di chuyển tệp tin vào thư mục, chúng ta sẽ có 4 cách. Cách thứ nhất, nhấp chuột phải vào tệp tin hoặc thư mục muốn di chuyển, chọn vào chuột khớp, mở thư mục muốn chuyển đến. Nhấp chuột phải tại vùng trống bất kỳ, chọn Pass. Cách 2. Nhấp chọn tệp tin hoặc thư mục muốn di chuyển. Nhấp nút lệnh Organize, chọn lệnh Cut. Di chuyển đến thư mục muốn chuyển đến. Nhấp chuột chọn nút lệnh Organize, sau đó chọn Pass. Cách 3. Sử dụng công cụ Windows Explorer. Tại cửa sổ nội dung, nhấp chuột phải chọn tệp tin hoặc thư mục cần chuyển. Nhấn giữ chuột và kéo sang cửa sổ trái tại vị trí cần chuyển đến. Thả chuột và chọn Move Here. Cách 4. Nhấp chuột vào tệp tin hoặc thư mục muốn chuyển đến. Nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng X, di chuyển đến vị trí muốn chuyển đến. Nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng V. Đây là 4 cách để di chuyển tệp tin hoặc thư mục. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là sao chép tệp tin hoặc thư mục. Tương tự, để sao chép tệp tin vào thư mục, chúng ta cũng có 4 cách. Cách thứ nhất, nhấp chuột phải vào tệp tin hoặc thư mục muốn sao chép và chọn Copy. Mở thư mục muốn sao chép đến, nhấp chuột phải tại vùng trống bất kỳ và chọn Paste. Cách 2, nhấp chọn tệp tin hoặc thư mục muốn sao chép. Nhấp nút lệnh Organize, chọn lệnh Copy, di chuyển đến thư mục muốn sao chép đến. Nhấp chuột chọn nút lệnh Organize, sau đó chọn Pass. Cách 3. Nhấp chuột chọn tệp tin hoặc thư mục muốn sao chép. Nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng C, di chuyển đến vị trí cần sao chép đến. Nhấn tổ hợp phím Ctrl cộng V. Cách 4. Sử dụng công cụ Windows Explorer. Tại cửa sổ nội dung, nhấp chuột phải chọn tệp tin hoặc thư mục cần sao chép. Nhấn giữ chuột và kéo sang cửa sổ trái tại vị trí cần sao chép đến. Thả chuột và chọn Copy Here. Đây là 4 cách để sao chép tệp tin vào thư mục. Vậy, để xóa tệp tin vào thư mục thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách xóa tệp tin vào thư mục.
Để xóa tình tương mật thư mục, chúng ta sẽ có 3 cách. Đầu tiên, nhấp chuột chọn tình tương hoặc thư mục cần xóa trước. Cách thứ nhất, nhấn phím Delete và chọn Yes. Cách 2, nhấp chuột phải chọn Delete và chọn Yes. Cách 3, chọn nút lệnh Organize, chọn Delete và chọn Yes. Đây là 3 cách để xóa tệp tin và thư mục. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Để chọn cùng lúc nhiều thư mục hoặc tệp tin trước khi tiến hành sao chép, di chuyển hoặc xóa thì các em sẽ làm như thế nào? Để chọn cùng lúc nhiều tệp tin hoặc thư mục thì chúng ta sẽ có 2 cách chọn. Để chọn nhiều tệp tin thư mục liền kề thì chúng ta sẽ nhấp chuột vào tệp tin hoặc thư mục đầu tiên, nhấn giữ phím Shift, nhấp chuột vào tệp tin hoặc thư mục cuối cùng. Để chọn nhiều tệp tin thư mục không liền kề thì chúng ta sẽ nhấp chuột vào tệp tin hoặc thư mục đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl, lần lượt chọn các tệp tin hoặc thư mục còn lại. Đối với hình minh họa này thì ở đây cô sẽ chọn thư mục tên là Desktop, Downloads và Videos. Các thư mục này nó nằm xen kẽ, không có liền kề với nhau thì chúng ta sẽ chọn giữ phím Ctrl. Bây giờ chúng ta sẽ qua hoạt động tiếp theo. Hoạt động trải nghiệm. Ở phần này các em sẽ làm vào sách giáo khoa trang 33 và 34. Nếu như bạn nào không có sách giáo khoa thì có thể làm vào Vở Nhát. Ở hoạt động trải nghiệm chúng ta sẽ có 2 câu hỏi. Câu 1. Trong hệ điều hành Windows, để tạo một thư mục mới, ta cần thực hiện như thế nào? A. Nhấp phải chuột tại vùng trống, chọn lệnh New, sau đó chọn Folder, nhập tên cho thư mục. B. Nhấp trái chuột tại vùng trống, sau đó chọn New Folder, nhập tên cho thư mục. C. Nhấp đôi chuột tại Computer, chọn New Folder, nhập tên cho thư mục. D. Mở Computer, sau đó chọn Control Menu, chọn New Folder, nhập tên cho thư mục. Đối với câu này, các em sẽ chọn đáp án là A. Nhấp phải chuột tại vùng trống, chọn lệnh New, sau đó chọn Folder, nhập tên cho thư mục. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng những bạn trả lời đúng. Câu 2. Trong hệ điều hành Windows, để đổi tên cho thư mục đang chọn, ta cần thực hiện như thế nào? A. Nhấp chọn Organize, sau đó chọn Move to Folder, nhập tên mới cho thư mục. B. Nhấp phải chọn New Folder, nhập tên mới cho thư mục. C. Nhấp chọn Edit, sau đó chọn Rename, nhập tên mới cho thư mục. D. Ấn phím F2, nhập tên mới cho thư mục. Chúng ta sẽ chọn câu D. Ấn phím F2, nhập tên mới cho thư mục. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng những bạn trả lời đúng. Bây giờ chúng ta sẽ qua hoạt động tiếp theo. Hoạt động thực hành. Đối với phần này, các em sẽ làm thực hành trên máy tính. Câu hỏi thực hành có trong sách giáo khoa hoạt động 3, trang 34. Và nếu như bạn nào không có máy tính để thực hành thì các em có thể ôn lại phần nội dung của bài học hôm nay. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em chăm ngoan, học tốt.